23 câu nói truyền cảm hứng của thầy Hán Quang Dự. 1. Thành công không đến từ những gì bạn biết. Thành công không đến từ những gì bạn làm. Thành công đến từ việc mà bạn làm liên tục. 2. Cuộc sống là hành trình của những cảm xúc. Hãy chọn cảm xúc hạnh phúc, yêu thương. 3. Thành công là hành trình mà ta khám phá ra những phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày. 4. Nếu bạn chia sẻ cho người khác, bạn hút được họ về phía mình. Nếu bạn kèm cặp được họ, bạn sẽ có đội nhóm kinh doanh hùng mạnh. 5. Bán hàng là trò chơi của những con số. Ai giúp được nhiều người trước lúc bán hàng hơn thì người đó thắng. 6. Phát triển đội nhóm giống như trò chơi của những con số. Ai kèm cặp được nhiều người hơn, người đó chiến thắng. 7. Muốn đắc nhân tâm khách hàng, hãy đắc nhân tâm chồng của mình trước. 8. Muốn thành công, trước hết phải thành nhân. 9. Muốn thành công, hãy hoàn thành điều gì đó trước khi đối thủ của bạn. 10. Đừng kêu Facebook mất tương tác, hãy nghĩ cách để tạo ra nhiều giá trị hơn cho người đọc. 11. Muốn có năng lượng, phải biết tưởng tượng. 12. Một kế hoạch hay phải bắt đầu từ một mục tiêu truyền cảm hứng. 13. Trong kinh doanh chỉ có hai nhóm người. Một là nhóm người mang lại giá trị cho khách hàng. Hai là nhóm người ăn cắp giá trị của khách hàng. 14. Giàu có là khi đạt được thứ mà mình mong muốn. Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có. 15. Đắt hay rẻ không phụ thuộc vào giá, nó phụ thuộc vào trải nghiệm khách hàng. 16. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn bán nhiều hàng thì phải thường xuyên đưa ra lời đề xuất. 17. Mua một cuốn sách, bạn sẽ tốn vài trăm nghìn đồng. Đọc một cuốn sách, bạn sẽ tốn vài ngày. Thực hành một cuốn sách, bạn thừa hưởng cả thành quả hàng chục năm của người khác. 18. Đừng bán sản phẩm giá thấp, hãy bán sản phẩm giá rẻ. 19. Để truyền cảm hứng cho một người đàn ông làm việc điên cuồng, hãy cho anh ấy biết anh ấy quan trọng với bạn và nhiều người khác như thế nào. 20. Thực hành là cách nhanh nhất để đạt được sự sáng tạo. 21. Đừng cố gắng để kiếm tiền, hãy dốc toàn lực. 22. Muốn bán lẻ như hơi thở, hãy trở thành huấn luyện viên của khách hàng. 23. Đừng trở thành người bán hàng săn bắn, hãy trở thành người dám cho đi.